là em đẹp luôn đó, là đẹp luôn đó. Đẹp luôn đó. Thời tuổi trẻ nông nổi, cứ bị đi lên trên truyền hình bị ăn hiếp hoài, cứ bị Trấn Thành nói về vấn đề da hoài, thấy đỡ dầu hẳn và đỡ mụn sẹo đầy lên một tí, mụn coi như là giảm hẳn luôn.